Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với BHT Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một cái video mới là test con bot này. Thì hôm kia mình đã review nhưng mà thất bại do nó bị lỗi không kháng phản sát thương được. Bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo dõi với mình. Để mình chọn thêm một cái hệ máu nữa cái đã. Rồi, vô luôn nha. Tiện hóa luôn. Rồi chúng ta kêu coi. Xem đam của nó sẽ như thế nào nha các bạn. Không dám solo mấy con mạnh hơn, sợ không thắng nổi. Hôm nay mình sẽ test con này, mai mình sẽ test con mạnh hơn cho các bạn xem. Mai mình sẽ test cái đảo trên xíu nữa xem nó có cân được không. Thì mình nghĩ sức mạnh như này chắc cân được chứ nhé, cũng khá là ổn. Thì ăn được nhiều ký thì đam nó còn nhiều ghê nữa. Đó, 8 ký kìa. Đó, đam ghê chưa. Đối với một con mây ớt thì đam như thế này là cũng khá là kinh rồi. Còn gì bằng, chỉ cần điểm danh là có thôi. Được mega ớt đi bot cũng khá là ngon. Ngon đối với mấy bạn mà mới chơi á mà. Còn những bạn chơi lâu rồi thì mục đích để có nó chỉ là sưu tầm thôi, cũng chẳng để làm gì. Sưu tầm cho đủ bộ mà. Ủa, đam cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Rồi, con bot nó đã tiến hóa rồi. Chúng ta sẽ kêu liên tục thôi. Kêu đến chết thôi. Kêu cho con bot nó hết máu thì thắng thôi. Đơn giản không à. Kêu vài phát nữa chứ gì. Nếu cứ phát nào cũng được nhiều kim cương thì tầm 4-5 phát nữa là win. Đó, chỉnh kiếm luôn nha. 4 triệu không? Đó luôn, 4 triệu luôn nha. Hai triệu đây. Thôi, 900 rồi. Có ít ba rồi kìa. Ngại gì mà không kiếm. Ôi ôi, ăn đúng ba cái kiếm luôn á. Đang cũng được.
xíu thôi, đặt mấy con trên nó đọc cho đọc quỷ với nó luôn á, đọc nó giật một cái là một khúc máu. Đáng kể, nói chung là không cắm đâu vô đâu á. Gần bên nè các bạn ơi, đó, máu nó dựng kìa, dựng phát ngốn nè. Nếu gặp mấy con bé ở trên là chưởng phát với em cái độc nữa là đúng rồi đó, con này độc nó yếu cho nên còn sống đến giờ. Đau quá bơm máu rồi các bạn ơi, rồi mình khiêu tiếp thôi. Đó, năm kiếm này nghe, win luôn không? Thiếu đam rồi, có 3 triệu mấy đam rồi các bạn ơi. Bùm, nó giật một khúc máu kìa, bùm máu rồi cho chắc ăn. Để xui xui lỡ gì khiêu không chết là sao, phải không? Phải phòng thủ mới được. Ăn đúng một cây kiếm luôn, dư đam là xiền rồi. Đó, sống hộ cái Nguyên nha. Rồi thì video mình test sức mạnh của con Mega Up này đã xong. Thì các bạn thấy hay hay thì cho mình xin một like và một share video nha, để ủng hộ mình. Và đừng quên đăng ký kênh để giúp mình đạt 10 cái sức trong năm nay nha các bạn. Nó chỉ là ước mơ thôi. Nhớ share video cho mình là được rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.